thành phố Điện Biên Phủ và công an huyện Điện Biên vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021. Trong 2 ngày, 218 học viên là lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban, đoàn thể huyện, thành phố, lãnh đạo, cán bộ, ủy ban nhân dân các phường, xã, công an các phường, xã, ban giám hiệu các trường, ban quản lý các chợ, đội phòng cháy và chữa cháy, lực lượng dân phòng tại cơ sở được tiếp thu các nội dung về luật phòng cháy chữa cháy, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trách nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Tại phần thực hành, học viên được hướng dẫn sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy.